cái thuốc bạc cho không ở trên này chất một cái phương phương các mẫu là cắt lại thời gian sau đó thì mai là mai đọc chi quản hiện giờ các bệnh tĩnh cái xuất huyết chịu chức năng là chịu chức năng là thì tôi không bao giờ bị bệnh nhân ăn mà không còn đau cái vùng cổ ăn thì sao có nôn ói bệnh nhân ăn ăn cháo được uống được đi tiêu thì chưa có đi tiêu thì chung tiện được đi tiểu tiểu vàng vàng trong tự tiểu được cái chứng thải kèm theo thì bệnh nhân là bụng mềm có xe xét ở bộ phận tư bụng dưới thấy cái vết mẫu thì trên cái ở đường giữa trên mà dưới có dài 15 cm 2/3 trên nó thì thấy vết mẫu sạch còn 1/3 dưới thì thấy mẫu là còn để dịch vàng đục có lẫn máu thay băng rồi phải không? Ừ. Sáng nay thay băng rồi phải không? Hôm qua thấy cái băng thấm dịch ra nhiều không? Mấy cô có tác chỉ, mấy cô có tác chỉ cho đó không? Cắt rồi đó, tác chỉ luôn rồi. Để lộn một chỉ và nhét mấy cô rồi. Cái này hai mũ rồi. Sáng nay có sĩ cho bỏ mũ này. Nói lên cái ít dịch học mẹ ăn vô rồi hôm qua là ra khoảng 25 ml hôm nay thì thấy nó ra dịch ống thôi chứ không có là xuống giường xuống túi tiền căn thì bệnh nhân này không có gì quan chẩn đoán bây giờ là ống thầu 24 cắt nối hồi hộp chèn do là vi khuẩn mạc do vỡ ruột non trên nền do bỏ hồi tràng trên nền chất thần kinh. Rồi giờ bệnh nhân hỏi câu đi xem coi khả năng đến đâu, trí tuệ đến đâu. Hậu một bệnh nhân hậu phẫu chấn thương bụng ở ruột non, những yếu tố nào về mặt kỹ thuật mổ, phương pháp mổ ảnh hưởng đến cái tiên lượng cuộc mổ. Bệnh nhân bị mổ được mổ chấn thương bụng vỡ ruột non, những yếu tố nào về mặt kỹ thuật mổ ảnh hưởng đến tiên lượng của cuộc mổ, tiên lượng của bệnh nhân sau mổ, bỏ cái tổng trạng bệnh nhân, bỏ bệnh lý nội khoa đi, cái bỏ cái tình trạng sau bụng đi, dựa vào kỹ thuật vô phòng thứ nhất, thứ hai là cầm máu tốt không, thứ ba là kiểm tra sau khi mổ xong thì rửa bụng rồi kiểm tra còn dao nữa không, thứ tư là kiểm tra cái miệng nói có khít không, có cái phòng cho xì gòn trái hết. Những cái đó là dành cho bác sĩ mới ra trường nha. Còn nếu mà theo quy chuẩn là chỉ có hai yếu tố và kỹ thuật thôi, một là người ta khâu, bác sĩ người ta khâu qua lỗ thủng nó hay là cắt độ ruột non nối lại tận tận, hai cái đó là tiên lượng nó khác nhau. Một cái thì thường lỗ thủng nó nhỏ, nó khâu lại người hậu nó tốt hơn, cái cơ xì giò nó thấp hơn, cắt cả giòn người ta khâu cái giòn lại. Cái thứ hai nữa là cái chỗ khâu nối đó có gần cái van hoặc bên tràng hay không. Trong trường hợp này rất là gần, tôi mổ tôi biết nhưng nó cái chỗ vỡ nó cách vào hồng anh tràng có tới 10 cm, khoảng 10 cm, mà cái miệng nối nó gần cái van, càng gần van hồng anh tràng nguy cơ nó buộc càng cao, tại vì cái áp lực ở chỗ đấy nó cao, cái van hồng anh tràng nó xu hướng nó đóng như thế này nha, áp lực nó tới đó dịch nó dồn ở đấy rồi dịch nó ứ đọng ở đấy, cho nên luôn luôn áp lực ở đầu cuối hồng anh tràng nó cao hơn là ở hồng tràng. Cho nên là nó có nhiều trường hợp cái miệng, những cái miệng nối mà càng gần cái van đấy thì càng cơ bụng nó càng cao, tại vì áp lực của nó cao hơn bình thường. Thứ hai nữa là hai nữa là gì, một áp lực cao hơn, hai là gì nó được cho điểm, cho đến 10 luôn. Rồi khuyến mãi, một cái miệng nối ruột càng gần van càng thì nguy cơ thì dò sau mổ càng cao. Thì một cái yếu tố nguyên nhân thì nói rồi là do áp lực nó cao hơn cục á. Thứ hai là gì? Là do nhiễm trùng từ trong lòng. Máu nó dinh dưỡng nó kém hơn. Cái vùng van hồi manh tràng, cái vùng hồi tràng manh tràng là ở trong cái khu đại tràng, ở vùng đấy là máu nó yếu nhất. Thứ máu nó thiếu là yếu nhất. Cho nên là vì hai cái yếu tố đấy cho nên là miệng nó có nguy cơ nó xì dò cao hơn. Không được chưa? Rồi hiện tại bệnh nhân này giờ sao?
Thôi, giờ hiện tại bệnh nhân này giờ sao? Hiện tại bệnh nhân còn có vấn đề là em nói là nhiễm trùng 1/3 dưới vết mổ. Nhiễm trùng vết mổ đối với nhà ngoại khoa là chuyện thường lạc. Dạ, không quan tâm. Bệnh nhân này đã chung tiền được rồi, chưa có đi cầu được, mới ăn ngày hôm qua thôi. Đi tiểu được, bụng thì bụng mềm. Nó chỉ còn đau cái bụng mổ thôi. Em thấy bệnh nhân khỏe thế này, cái bụng còn chướng ốc nóc thế này 4 ngày. em có hỏi bệnh nhân đúng cô được rồi. Đúng cô được rồi. Không, thì hơi được tốt không? Có đau bụng không? Có buồn ói không? Thầy này là buồn ói là tháng này xì hơi được nhiều chưa? Nhiều không? Cũng còn chướng lắm. Nghe chứng tỏ ruột nó còn liệt đấy. Nó chưa có thông hẳn đâu. Nha, liệt do nguyên nhân gì? Nha, một là những cái phản ứng viêm trong bụng nó còn nhiều. Nghĩa là kháng sinh dùng chưa có tốt, chứ không phải là do xì giò đâu. Nhìn là biết là không có xì giò rồi, xì giò là nhìn biết liền. Thứ hai nữa là thằng tụ máu sau phúc mạc. Tụ máu sau phúc mạc ấy cũng làm cho ruột nó liền. Hiểu chưa? Thì muốn chẩn đoán hai cái đấy thì mình phải xét nghiệm bằng cái CRB hay bạch cầu. Nếu tụ máu sau phúc mạc thì cái phản ứng viêm nó thấp. Còn nếu phản ứng viêm nó còn gây liền ruột thì cái xét nghiệm bạch cầu CRB nó cao hơn. Đúng được chưa? Rồi. Trường hợp này có xử lý tiếp tục sao? Có giới bụng là cho kháng sinh thì cái vùng nhiễm trùng lớn nhất. Thứ hai là theo dõi vùng cho kháng sinh điều trị vùng nhiễm trùng. Đấy không? Nhiều một cái trường hợp nhiễm trùng vết mổ thì cái phương pháp điều trị là gì? Vết mổ thì cắt cái vết mổ xong rồi dẫn lôi qua bằng mesh. Cắt gì? Cắt chỉ? Cắt chỉ cái chỗ bị nhiễm trùng. Dẫn lưu bằng mesh. Không ai nói có dẫn lưu nào bằng mesh. Rồi nó chỉ theo băng, đồng ý không? Có gì nữa? Xin gì? Xin gì? Khi nào nhân trùng vết mổ cho kháng sinh, khi nào nhân trùng vết mổ không cho kháng sinh? Một là khi nó kết hợp với ổ nhiễm trùng trong ổ bụng, hai cái này thường nó sẽ có song hành với nhau. Thứ hai nữa là nó có viêm tấy mô tế bào, da xung quanh nó tấy đỏ hết. Nếu không chúng ta chỉ cho theo băng rồi hàng ngày, nha, theo băng rồi hàng ngày rồi cắt chỉ rồi từ từ nó sẽ lành. Nha, chung điều hậu mà là tốt, chuẩn bị hai hôm nữa là bao nhiêu điểm, thấy cũng chưa ngon lắm. Nói chung cái nhóm này là tôi thấy ai chưa có ai trộn lên được. Có gì đạt đó là nó hơi năng nổ chút xíu. Cái gì? Đó đỡ khó đấy. Rồi thôi 7 điểm. Hết chưa?